quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình ca nhạc Miệt Vườn. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube ca nhạc ca cổ Miệt Vườn và trên trang Facebook Nguyễn Văn Nên. Quý vị yêu thích chương trình đừng quên bấm like và đăng ký kênh, giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể quý vị, và để nối tiếp chương trình phần 2 của ca nhạc Miệt Vườn, quý vị xin quý vị cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Lý Thanh, ca khúc được mang tên Tình Bạn Trường Sa và phần thể hiện của Ngân Linh. Xin cảm ơn quý vị.